Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng B sedan đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 phiên bản số tự động. Chiếc xe được đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe đã lăn bánh được 6.200 km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Ở cái phiên bản 1.4 số tự động như chiếc xe này đây thì Hyundai cũng đã trang bị đầy đủ các option cho chiếc xe này. Đó chính là khóa thông minh, đề nổ start stop, rồi đèn pha bi xenon nông, đèn led ban ngày, đèn gầm cũng là đèn bi, camera lùi, cảm biến lùi, màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, đầy đủ hết cho một chiếc xe số tự động được rồi quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai số tự động 1.4 số tự động 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động tên tư nhân biển Hà Nội sản xuất năm 2018 này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ nước sơn bên ngoài của chiếc xe sau 4 năm sử dụng nó còn đẹp còn mới như thế nào, sơn zin còn đến đâu quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu, mới rửa qua về cái phần bên ngoài để đem ra đây quay giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai Accent 2018 này quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe mua từ năm 2018 cho nên là chủ xe từ lúc mua đến bây giờ là vẫn mua bảo hiểm nhé, bảo hiểm vật chất tức là bảo hiểm thân vỏ của chiếc xe này còn rất là dài quý vị các bạn ạ. Nhưng mà chủ xe cũng không hay sơn nhiều đâu vì là chủ yếu là sơn ở cái phần ba đời sốc trước và cái phần ba đời sốc sau, nhìn rất là rõ đây quý vị bạn nhé. Ở cái phiên bản màu vàng cát này thì nhìn những chỗ nào sơn là chúng ta có thể biết ngay đấy, nhất là những cái phần ba đời sốc trước này, những cái phần nhựa này, những cái chỗ nào sơn là đều nó rất là lộ, nhìn rất là dễ với cái thời tiết mà nó nắng như này, để ra những cái chỗ nắng như này, nhìn chỗ nào sơn là biết ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe này sơn zin nguyên bản theo xe cũng còn rất là nhiều quý bạn ạ. Chủ yếu là sơn cái phần bốn góc, nói chung là bốn góc xe ba đời sốc đấy ạ. Đấy. Còn lại là chúng tôi mua về thì chúng tôi chưa có sơn hay là chưa có làm gì cả đây, kể cả những cái vết xước này này. Nếu như bây giờ đem đi sơn là chúng tôi mang đi sơn chúng tôi cũng không mất tiền đâu, nhưng mà chúng tôi không sơn vì chiếc xe này là còn bảo hiểm thân vỏ mà chủ xe vẫn còn đang sử dụng đấy, cho nên là tôi không sơn. Đấy, những cái vết xước này phải nhìn gần thì mới thấy được những cái vết xước rất là nhỏ đây quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi mua về là nó như thế nào là chúng tôi để nguyên như vậy đem ra đây quay giới thiệu cho quý vị các bạn thôi. Và thưa với quý vị và các bạn, về cái phần nước sơn thì rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Nhìn chéo này, ở một cái góc chéo này thì quý bạn thấy được là cái nền nó rất là phẳng. Đấy, nền rất là phẳng luôn quý bạn này. Đấy, nền phẳng như thế này chứng tỏ là nước sơn zin của xe còn rất là nhiều quý bạn nhé. Đấy, đôi khi là nó chỉ có xước sát rất là ít đây này. Đấy, chúng tôi để nguyên không sơn thì quý bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe này thì quý bạn thấy đấy ạ,
với thiết kế của Hyundai dành cho chiếc ASEAN này rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, với thiết kế này thì rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, phần đầu nhìn thiết kế rất là đẹp bởi những cái phần mạ chrome này, từ những cái phần ca lăng cho đến những cái phần ốp đèn gầm cũng đều là bằng chrome hết. Và đặc biệt là đèn pha cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon nông, đèn led ban ngày hay còn gọi là đèn daylight đầy đủ rồi quý bạn nhé. Đấy, và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm xước sát gì cả, cho nên là cái cụm đèn rất là mới đấy ạ. Cụm đèn rất là mới này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi xenon rồi quý bạn nhé. Đấy, đèn bi xenon ở cái đèn gầm này. Bây giờ là thiết kế của các xe, các hãng đều đưa đèn bi vào hết để nhìn vừa đẹp vừa thể thao, lại còn vừa sáng, lại còn tiết kiệm được cả điện cho xe ạ. Không phải sử dụng nguồn điện lớn mà sử dụng nguồn điện rất là nhỏ vì ánh sáng LED nó rất tiết kiệm. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây. Đấy, và chủ xe cũng đã ốp cả những cái tay nắm cửa này rồi quý bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau hay còn gọi là cái ba đờ sốc sau này thì quý vị bạn thấy được ạ. Xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi, camera lùi. Đấy, cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, và cái cụm đèn hậu thì cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, xước sát không quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới này. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, sườn bên phụ này cũng nền rất là căng đẹp. Đấy, và tay nắm cửa đây, chủ xe cũng đã ốp cả tay nắm cửa này, chống xước này, rất là đẹp. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa nhé. Cửa bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa đấy. Đấy, một chiếc xe Hyundai ASEAN 2018 xe gia đình sử dụng, cho nên là còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét chiếc xe này là chúng tôi cam kết là chuẩn 6 vạn 2 km nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên này ạ. Đấy, xe được sản xuất 2018, lốp cũng là 2018 đây quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên này. Đấy, lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày quý bạn nhé. Đây, đét lốp đều 2018 hết luôn quý bạn nhé. Chưa có thay một quả lốp nào. Lốp xưa cua còn chưa hạ cơ. Lát nữa thì tôi cho xem cái lốp xưa cua sau. Còn bây giờ thì xem 4 quả lốp này để quý vị các bạn thấy được là nó còn nguyên. Đấy, 2018 đây quý bạn nhé, cả 4 quả lốp. Đấy, rất là dày. Lốp Hankook nguyên bản theo xe đây ạ. Đấy, dàn lốp rất là dày luôn, nguyên bản của xe và đều sản xuất 2018. Đấy, về cái phần ngoại thất hay là về cái phần thân vỏ bên ngoài thì chiếc xe rất là đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa trước bên lái ra cho quý bạn cùng xem. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa nhé. Từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, táp bi này rất là mới luôn, cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy, ghế da này. Đấy, lót sàn rất đầy đủ rồi quý vị các bạn ạ. Quý vị các bạn xem đây ạ, cái vô lăng có đẹp không ạ? Vô lăng rất là đẹp nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất da này, tôi sẽ nổ máy lên để tôi sẽ lên xe để tôi giới thiệu cho quý bạn về cái phần option bên trong nha. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem đây ạ. Từ những cái phần gioăng này, keo chỉ này còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, rất là đẹp. Đó, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, nội thất da này. Đấy, trần này, da này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong quý vị bạn nhé.
Tôi đã nổ máy chiếc xe này lên rồi. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Đấy, tôi cho cái nhỏ cái tiếng của đầu đi đã. Đồng hồ công tơ mét này chúng tôi cam kết chuẩn 6/2 các bạn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy. Và xem cái đồng hồ thì các bạn phải xem cả vô lăng này. Đấy, rất là mới các bạn ạ, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này, cần số này, tay phanh rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ khóa thông minh, đấy, đèn nổ start stop. Và đặc biệt là cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện đây các bạn này, tích hợp cả camera lùi. Đấy. Và điều đặc biệt là nó có cả GPS dẫn đường các bạn ạ. Đặc biệt ở những chiếc xe Hyundai này thì được trang bị cả GPS và báo rất là thông minh, báo cả tốc độ quãng đường mà cho phép chạy các bạn nhé. Cho nên đi những chiếc xe này là ít khi bị bắn tốc độ lắm ạ, vì đã có nhắc nhở tốc độ từng quãng đường một đấy. Đấy, và rất là đẹp các bạn ạ. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển và còn rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới như này đây. Các bạn nhìn tinh đấy ạ. Nguyên bản nhé, vô lăng nguyên bản, chưa có làm lại, chưa có vá lại, chưa có sửa chữa, chưa có bọc lại gì đâu ạ. Đấy. Nhìn vào cái đồng hồ chạy nhiều hay chạy ít thì cái đồng hồ nó chỉ là căn cứ một phần thôi, chứ còn quý vị bạn phải xem cả từ những cái vô lăng này, cần số này, nó có đẹp hay không ạ. Đấy. Chạy nhiều hay chạy ít thì phải xem cả vô lăng, cần số nhá, tay phanh đây này. Đấy. Tay phanh mà bóng đi rồi, mà cần số cũng trọc lóc bóng đi rồi thì chắc chắn là xe không phải là xe chạy ít. Đấy, quý vị bạn nhé. Tại vì sao tôi lại nói như vậy là, thưa với quý vị bạn, khi mà một người lái xe bước lên xe thì điều đầu tiên là vô lăng sẽ cầm vào rất là nhiều này. Cần số này, tay phanh này, luôn luôn sử dụng hàng ngày, cho nên là những cái điểm đấy là chúng ta phải xem để đánh giá được cái chất lượng chạy nhiều hay chạy ít của cái xe đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ những cái phần nỉ trần này cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới. Mặc dù chiếc xe này là chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu quý bạn nhé, chỉ có rửa bên ngoài thôi, bên trong là chưa có động gì đâu. Đấy, vẫn còn nguyên đồ của chủ xe chúng tôi còn chưa dọn ra này. Đấy, giấy rồi khẩu trang này, các kiểu này. Đấy, tất cả những chiếc xe này bên trong là chưa có dọn dẹp, chưa có lau chùi một tí nào quý bạn ạ. Tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, ra tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị bạn về cái phần bên ngoài của chiếc xe này các bạn nhé, và những cái phần còn lại. Đây, thưa với quý vị và bạn, cái phần đặc biệt rất là quan trọng mà ở những chiếc xe hạng B này rất là nhiều người thích mua để chạy dịch vụ đấy ạ, vì nó tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ, chỉ 4,87 lít cho 100 km quãng đường nếu như chạy ngoài đô thị, còn nếu như chạy trong đô thị thì 6,94, tức là gần 7 lít cho 100 km quãng đường. Tính kết hợp chỉ 5,65 lít thôi các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu nhé, cho nên là rất là nhiều người sử dụng những chiếc xe hạng B này, đặc biệt là những chiếc xe ASEAN này, để chạy taxi, chạy dịch vụ đấy. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là không taxi, không dịch vụ quý bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị bạn cùng xem này. Ốc cốp sau này cũng như là cái keo chỉ của cốp sau đây quý bạn nhé, là còn nguyên bản hết nhé, không có một cái vết tháo, cho nên là chiếc xe này là nhìn cả những cái tấm nỉ lót này rất là mới này, mặc dù chưa có dọn dẹp gì mà nó mới đẹp như này đấy ạ. Phần bên dưới này thì có đôi phần bẩn này, bẩn này là do chúng tôi chưa có dọn các bạn ạ, chứ nếu như dọn đi là nó cũng sạch, nó cũng mới lắm đấy ạ. Đấy, còn nguyên đây chúng tôi mua về là chưa có dọn đi nào nhé. Đằng sau này là chủ xe để đồ đấy. Đấy, phía bên dưới này cũng bẩn này, chưa có dọn dẹp tí nào, vẫn còn nguyên mạng nhện đấy ạ. Đấy, mạng nhện này, lá rụng vào này. Đấy, như cơ bản là quý vị bạn xem này, cái lốp sơ cua này nhé, vẫn còn nguyên mực xanh ở cái mặt lốp này, chưa có sử dụng tí nào quý bạn ạ. Lốp sơ cua chưa hạ. Đấy, quý vị bạn xem này, bẩn là do chúng tôi chưa có dọn thôi, chứ còn là còn nguyên bản hết đấy ạ. Lốp sơ cua chưa hạ tí nào luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Táp bi cánh cửa này còn nguyên bản rất là đẹp này, keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên hết này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn các bạn nhé, chưa có một cái vết tháo nào cả. Đấy, nỉ trần này, ghế da phía sau này đều rất là đẹp, rất là mới quý vị bạn ạ. Một chiếc xe 2018 lăn bánh 6.2 km đấy, rất là đẹp. Đấy, và
phanh đĩa cũng đã được trang bị là cả 4 bánh đấy nhá, bánh sau cũng có phanh đĩa rồi quý bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng được bấm tay để mở cửa đây. Keo chỉ này, cánh cửa còn nguyên này. Tabi thì hơi bẩn một chút quý bạn ạ, do chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên đấy ạ. Nó chỉ bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì thôi, chứ còn là chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, bẩn lên. Ốc biết là còn nguyên bản này. Đấy. Bẩn đây quý bạn nhé, nhìn lên là bẩn là do chưa dọn đây này. Dọn dẹp đi thì chiếc xe này rất là mới. Chắc là chiều nay thì tôi sẽ cho chiếc xe này đi dọn dẹp đi này. Hơi bẩn đây các bạn nhé. Đây là những cái vết bẩn do chưa có dọn. Chứ còn cơ bản là chiếc xe rất là đẹp. Chạy ít. Đấy, 6 vạn 2 các bạn nhìn cái vô lăng này. Mới tinh, vô lăng mới tinh. Một phần là do chủ xe bọc cái vô lăng này. Đấy, bọc vô lăng lại bằng cái bọc. Bây giờ bỏ ra là nó mới. Thứ hai là cần số này. Đấy, rất là đẹp, tay phanh này. Tay phanh này rất là mới luôn các bạn này. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần này, động cơ của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái ốc cabo. Đấy. Ốc cabo còn nguyên bản này quý vị bạn này. Chưa có vết tháo. Keo chỉ cabo này cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chưa có một cái vết đâm đụng hay là chưa có một cái vết va chạm nào cả này. Đấy. Ốc cabo đây này, quý bạn thấy chưa ạ? Tôi quay thật sát lại để cho quý bạn cùng xem nhé. Ốc cabo này, từ những cái ốc chân cabo này. Đấy, cho đến những cái ốc tai đều là còn nguyên hết này. Ốc đầu này cũng đều là còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Chưa có một con ốc nào tháo ra, chưa có một con ốc nào có vết tháo này. Đấy. Điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phần đầu. Đấy, và cái phần động cơ đây quý bạn này, ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên. Đấy. Và cái động cơ này rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhá. Và nó chỉ được phủ một cái lớp bụi rất là mỏng như thế này thôi. Đấy, nếu như bụi bẩn này hay là chuột bọ mà nó đi vào đây thì là chắc chắn là phải dọn dẹp máy rồi. Nhưng chiếc xe này là chúng tôi chưa có phải dọn. Với cái độ bẩn như thế này so với một chiếc xe ô tô cũ thì là như thế này là sạch rồi quý bạn nhé. Chưa có cần thiết phải dọn đâu ạ. Dọn thì cũng đơn giản thôi, chỉ mấy trăm nghìn là chúng tôi có thể dọn sạch cái động cơ này như mới. Nhưng mà không nhất thiết ạ. Đấy. Những chiếc xe nào nó quá bẩn thì chúng tôi mới phải dọn thôi, chứ nó đẹp như thế này là không cần thiết phải dọn đâu ạ. Đấy. Còn nếu như quý vị và các bạn nào mà cầu kỳ kỹ tính, muốn nó sạch sẽ đẹp đẽ thì chúng tôi cũng có thể dọn dẹp cho quý bạn xem thôi. Chỉ có mấy trăm nghìn thôi là cái động cơ này nó như mới luôn đấy ạ. Do chúng tôi mua về trong buổi chiều ngày hôm qua thì tôi cứ chụp bên ngoài đã, còn chúng tôi sẽ xem xét và cân nhắc có thể dọn hoặc không dọn sau quý bạn nhé. Nhưng chắc chắn là nội thất thì chúng tôi sẽ phải dọn lại để quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng tôi thì nhìn thấy những chiếc xe chúng tôi đang bán nó sẽ đẹp hơn những chiếc xe mà tôi quay lên rất là nhiều quý bạn nhé. Đấy, đẹp rồi quý bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng hay là chưa có ba va chạm gì cả. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động 2018 tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn nè. Chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent số tự động 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883
để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.